Thiên, em có sao không? Em không sao. Tại em là bạn gái anh mà, không phải người nên quan tâm là em sao? Anh xin lỗi, em cũng biết chân của Thiên là vì cứu anh em mới bị như vậy. Anh không thể không nói cho cô ấy được. Nhưng mà... Ê, hai người đừng cãi nhau nữa. Tất cả là do cái chân hồi phục của em. Thiên, em đừng nói như vậy. Không phải bác sĩ nói đôi chân của em vẫn còn khả năng hồi phục sao? Hòa, em đi thay đồ ướt ra đi. Anh đưa Thiên đến chỗ ăn trước. Hòa, em ăn cái này đi. Ây da, anh Tài, em có chút không khỏe. Sao vậy? Em bị sao? Chỉ là toàn thân thấy hơi mệt mỏi một chút. Hay là anh đút cho em ăn nha. Để em đút cho. Hòa, sao em đút bộ vậy chứ? Em không có, em còn chưa kịp đút vô miệng nữa mà. Thôi bỏ qua đi, để anh đút cho. Chân cô ấy có thể cử động. Sao cô lại mặc đồ của Tài? Chị, em xin lỗi chị, tại vì em đến gấp quá nên không kịp mang theo đồ ngủ. Đúng lúc chị không ở nhà nên mới... Này, anh lấy đồ đưa cho Thiên mặc đó. Không phải em không thích người khác đụng vào đồ của em sao? Này, anh mới lấy đồ của anh đưa cho Thiên mặc. Nhưng mà đây là đồ em tặng anh. Hơn nữa, đây là đồ ngủ. Sao lại cho người khác giới mặc được chứ? Thôi chị đừng giận mà. Nếu mà chị không gửi ý á, thì em cởi ra cả anh Tài là được chứ gì? Em gọi như vậy đủ chưa hả? Chỉ là một bộ đồ thôi mà. Tại sao phải xét nét tính toán vậy chứ? Đồ em tặng cho anh cũng không có quyền đưa cho người khác mượn nữa hả? Anh. Được rồi, cùng nắm đồ cô mặc rồi. Anh không mặc lại nữa là được chứ gì? Tới giờ tập luyện rồi. Chị, hay là chị bắt chân cho em đi. Chị? Đúng rồi, chẳng phải là chị không thích anh Tài với em gần gũi sao? Thế thì chị bắt chân cho em đi. Mất công lát anh Tài làm thì phải nổi dần nữa. Cũng con ý. Em thấy chưa, Thiên rất là hiểu chuyện. Ngày mai người chăm sóc sức khỏe tới rồi, hôm nay em giúp đỡ Thiên đi. Nhưng mà em không biết làm. Không biết làm thì em phải học chứ. Thiên đã vậy rồi mà em còn... Em biết rồi. Hôm đó mình không nhìn nhầm. Lẽ nào? Anh đi mua nước uống nha. Được. Thiên, cẩn thận. À! Cô không hề bị thương. Ừ, đúng rồi đó. Chân tôi sớm đã lành rồi. Nhưng mà tôi vẫn muốn tiếp tục diễn để ở bên cạnh anh Tài đó. Thì làm sao? Cô... Thiên, em có sao không? Chị, em biết là chị không thích em. Nhưng mà sao chị có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Không phải đâu, là cô ta tự hất vào. Chứ em không có làm gì hết trơn á. Đủ rồi, nếu như Thiên có chuyện gì, em không yên đâu.